Hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2021 Thứ bảy tuần thứ 24 mùa thường niên năm lạ Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Timotheo Con thân mến, cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa Đấng làm cho môn vật được sống Và trước mặt Đức Giêsu xu ki làm trước mặt Phong-xô-phi-la-tô là tuyên xưng thẳng thắng con hãy giữ gìn huấn lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được cho tới ngày Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô lại đến mà tứ thời đã định đấng phúc lộc vào quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra người là thiên chúa, vua các vua và chúa các chúa, đấng độc nhất trường sinh bất tử, người ngự trong ánh sáng siêu phàm, không một ai trong loài người đã xem thấy hay có thể xem thấy vinh dự và quyền năng xin kính dân cho người muôn đời. Amen. Đô là lời Chúa. Ta ơn Chúa, hãy vào trước thiên nhang với lòng hân hoan khoai trang. Toàn thể địa cầu hãy gieo mừng Thiên Chúa, hãy phong sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ. Hãy vào trước thiên nhang với lòng hân hoan khoai trang. Hãy vào trước thiên nhang với lòng hân hoan khoai trang Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa trên người đã tạo tác thân ta Và ta thuộc quyền sở hữu của người Ta là dân tộc, là đoàn chiên chúa chăn nuôi Hãy vào trước thiên nhang với lòng hân hoan khoai trang Hãy vào trụ quan nhà người với lời khen ngợi Vào hành lang với khúc ca vui hãy tán dương hãy chúc tôn danh người hãy vào trước thiên nhang với lòng hân hoan khoái tra vì thiên chúa người thiên hào lòng từ bi người tồn tại muôn đời và lòng trung tin người còn tơ muôn muôn thế hề, hãy vào trước thiên nhang với lòng hân hoan khoai tra Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa xin giao hương con để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có đồng dân chúng tụ họp lại và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình và đang khi gieo có hạt rơi xuống bên vệ đường bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi; hạt khác rơi trên đá sỏi vừa mọc lên liền héo đi vì không có đất ẩm; hạt khác rơi vào bụi gai và gai gốc cùng mọc lên bốt ngạt nó; hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm khi nói những lời đó người kêu lên rằng ai có tai để nghe thì hãy nghe bây giờ các môn đệ hỏi người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào người nói rằng phần các con thì cho các con biết những màu nhiệm nước thiên chúa đối với người khác thì dùng dụ ngôn để chúng con xem mà không thấy nghe mà không hiểu dụ ngôn đó có nghĩa thế này hạt giống là lời thiên chúa những hạt rơi bên vệ đường tức là những người đã nghe nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ kiểu họ tin mà được cứu độ những hạt rơi trên đá sỏi là những người khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa nhưng họ không đâm rễ họ chỉ tin tưởng nhất thời và khi đến giờ thử thách thì tháo lui hạt rơi vào bụi gai là những người đã nghe nhưng khi đi đường những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo. Họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn họ sinh được hoa trái. Đó là lời, lời Chúa. Lạy Chúa Kitô Tô, ngợi khen Chúa. Hạt giống rơi và bụi gai đó là những kẻ nghe nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý Cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết nghẹt mà không đạt thành quả Luca chương 8 câu 4 đến 15 Suy niệm Họa sĩ Van Gogh nói Cuộc đời là thời gian gieo trồng chứ chưa phải là mùa gặt hái Vì thế chúng ta không lại gì khi thấy Thiên Chúa được ví như người gieo giống Đã gieo cách kiên trì, rộng rãi đến độ hoang phí các hạt giống lời chúa hôm nay chúng ta nói đến thông phận của hạt giống sơ và bụi gai tiêu biểu cho thái độ đón nhận lời chúa thường gặp nơi chúng ta bụi gai tượng trưng cho nỗi bận tâm về chuyện đời về ham mê của cải công ăn việc làm khiến cho cây lời chúa chết nghẹt mời bạn bạn thường nói rằng tôi quá bận rộn đến nỗi không có thời giờ cầu nguyện Tôi phải lo công ăn việc làm, không đến rỗi để đọc lời Chúa, để lo các việc đạo đức. Coi chừng tâm hồn bạn đang có nhiều bụi gai đấy. Bạn hãy nhớ rằng không phải điều gì rõ ràng là xấu mới nguy hiểm, mà ngay những điều tốt, hợp lý như công ăn việc làm, chuyện đời sống cũng có thể nguy hiểm, bởi vì điều tốt thứ nhì luôn là kẻ thù tệ hại nhất của điều tốt nhất. Tại sao? Tại vì nó làm bạn sao lãng điều tốt nhất sống lời Chúa, chọn một câu lời Chúa nào bạn thích nhất, ghi vào sổ hay vào tấm ảnh, đọc mỗi sáng và để cho lời ấy tác động bạn suốt ngày sống. Cầu nguyện là Chúa Giêsu, dù Chúa biết rằng tâm hồn chúng con luôn thay đổi, có lúc như vệ đường, như sỏi đá, như bụi gai, hoặc có khi như đất tốt, nhưng Chúa vẫn luôn kiên trì gieo lời hàng sống của Chúa vào tâm hồn chúng con xin cho chúng con cũng biết kiên trì cải tạo thứ đất tâm hồn. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Những giọt nước mắt của sám hối Người Hồi giáo thường nói đến ý nghĩa và giá trị của lòng sám hối qua câu chuyện tưởng tượng như sau. Một hôm, Allah đấng khôn ngoan truyền cho một sứ thần xuống trần gian để tìm cho được điều tốt đẹp nhất mang về thiên quốc vậy Sứ Thần đáp nghe xuống một trận chiến nơi máu của những vị anh hùng đang chảy lai láng, vậy Sứ Thần thu nhặt một ít máu và mang về trình cho đấng Allah, nhưng đấng Allah xem ra không hài lòng mấy người nói: máu đổ ra cho tổ quốc và tôn giáo là một điều quý giá nhưng vẫn chưa phải là điều tốt đẹp nhất dưới trần gian, vậy Sứ Thần đành phải dán trần một lần nữa. Lần này, ngài gặp ngay một đám tang của một người giàu có nhưng rất quảng đại. Vô số người nghèo đi đằng sau quan tài vừa đi vừa khóc lóc vừa sông hương để biểu lộ lòng biết ơn của họ đối với vị ân nhân. Vị sứ thần bèn thu nhặt hương thơm ngào ngạt và mang về trời. Lần này đấng a la mỉm cười đón lấy mùi thơm ngào ngạt. Nhưng xem ra, ngài vẫn chưa hài lòng, ngài nói dĩ nhiên lòng biết ơn là một trong những điều tốt đẹp và hiếm có dưới trần gian nhưng ta nghĩ rằng còn có một cái gì khác tốt đẹp hơn lại một lần nữa vị sứ thần đành phải vân lệnh A-la để trở lại trần gian phải mất một thời gian lâu sau khi đã đi rảo khắp bốn phương vị sứ thần mới tìm được điều mong mỏi một buổi chiều nọ ngồi nghỉ mệt bên vệ đường ngài bỗng thấy một người đàn ông bên cạnh khóc sướt mướt vị sứ thần được người đàn ông giải thích như sau: tôi đã chịu theo cơn cấm dỗ để phạm tội Giờ đây nước mắt là cơm bữa hàng ngày của tôi. vị sứ thần bạn đưa tay hứng lấy những giọt nước mắt còn nóng hổi và vội vã bay về trời. đấng a-la nhìn thật lâu vào những giọt nước mắt và mỉm cười nói với vị sứ thần: thế là ngươi đã hoàn thành tốt sứ mệnh quả thật xứ trần gian không có gì đẹp và hữu ích cho bằng lòng sám hối bởi vì nó có sức mạnh canh tăng cuộc sống tuy nhiên người đã thấy đó trước khi vui mừng ta đã nhìn thấy thật kỹ xuyên qua những giọt nước mắt một lòng sám hối giả dối không có ích lợi gì cả một sự sám hối thành thật có sức biến đổi mùa đông giá rét của lòng người thành mùa xuân của tình yêu trong tin mừng theo thánh Luca ở đoạn 15 câu 7 Chúa Giêsu đã nói trên trời sẽ vui mừng gấp bội khi có một người tội lỗi ăn năn hối cải hơn là 99 người công chính không ăn năn hối cải vinh quang của Thiên Chúa niềm vui của Thiên Chúa chính là con người được sống và sự sống mãn sự sống đích thực chính là ân sủng là sự sống của Thiên Chúa trong tâm hồn con người sự sống ấy chỉ có thể đến trong tâm hồn con người nếu con người biết mở rộng cửa tâm hồn để đón nhận Thiên Chúa Những giọt nước mắt sám hối chính là sức đẩy để mở tung cánh cửa tâm hồn ấy Bài Tích sách lẽ sống